Ok, xin chào 500 anh em đã quay trở lại kênh của mình nhá. Và ngày hôm nay thì mình sẽ lại cùng với anh em tiếp tục chơi con 68 nghe bài nhá. Và mình đang cầm 40 củ trong tay anh em ơi. Rồi, mình sẽ tất nhiên là mình sẽ vào con tài xỉu lồng xanh, con tài xỉu mà mình hay chơi như bạn từ. Hũ bây giờ là 7 tỷ 6 à. Thì chắc là cầu kèo nó cũng không liên quan đến hũ đâu. Nhưng mình thấy là cái hũ này nó có thể là nổ được lúc nào mình không biết đâu nhá. Đấy, 7 tỷ 6 là tất cả tầm cũng sắp nổ được rồi anh em ơi. Rồi, check qua lịch sử viên nhá. Rồi, ok ok. Thì mình thấy rằng là cái lịch sử viên này nó đang đi một cái cầu là hơi khoai nhờ. Biệt xỉu này, một này, xong rồi ba nước xỉu đúng không? Rồi, có thể là nó sẽ đi theo cái kiểu nó sẽ ra hàng xỉu nữa để nó giam con 15 này em ạ. Thì khả năng rất là cao đấy. Đang 4 củ à. Tay này còn 7 giây. Không biết có vào không nhờ. Thôi vào đi đúng không? Thì 40 củ thì anh em chơi ra giúp mình nhá. Cứ 10 tay một game. Đấy. Thì một tay mình đánh 4 củ thôi. Ok. Tay đầu tiên ăn. Rất là may mắn anh bạn. Nói chung là cái cầu hiện tại thì mình check sương sương cho anh em thì mình thấy là nó cũng không được gọi là đẹp lắm, nhưng mà mình nghĩ là có thể đánh được anh em ạ. Ôi giời ơi. Chó nhà ai sủa kinh khủng quá anh em ơi. Anh em có nghe thấy không? Nếu mà nghe thấy thì cho mình xin lỗi nhá. Thông cảm giúp mình cái, tại vì dạo này thì hàng xóm vừa mới mua được lô chó mới. Nói chung là cũng chất. Đấy. Chó sủa lên tòi tọi anh em ạ. Mình canh cái lúc mà nó chưa chưa để tối tối các thứ còn quay được video ấy. Đấy, bây giờ thì cũng là tầm khoảng độ gần 8 giờ tối rồi anh em ạ. Đấy, cho nên mình tranh thủ mình quay video cho anh em. Mà chó nó vẫn sủa nhiều như thế này thì thôi. Khổ lắm anh em ạ. Đấy, nói chung là người cũng đau đầu mà. Kiểu là mấy anh em trong nhà mình thì cũng khổ lắm anh em ạ. Ở đây 19-77 này. Chắc là mình sẽ vào con này 4 củ tết thôi. Đúng không? Đương nhiên mình sẽ nói với anh em mình theo cái cầu mà nó ôm chặt con 15 rồi đúng không? Đấy, thì mình sẽ theo cho anh em thôi. Ăn không? Và vẫn là bú anh em ạ. Tuyệt vời. Ok ok. Rồi 19-77-7. Cầu cực kỳ là đẹp anh em ạ. Đấy. Thì nó đã ôm trọn 15 rồi đúng không anh em ơi? May mắn là cũng gặp được cái cầu này. Nói chung là cũng không phải là quá khó. Đấy. Không phải quá dễ. Nhưng mà mình đánh lâu rồi thì mình biết anh em ạ. Ok ngon. Án được là tốt rồi anh em ạ. Từ từ nhá. Tay này thì mình có thể mình đi tài luôn. Đúng không? Có thật với anh em, tay này mình có thể đi tài luôn. Sau đó là bắt 1-1 nhá. Nhưng mà mình sẽ phải đợi một chút thời gian anh em ạ. Mình nghiên cứu thêm cái cầu này hiện tại đã anh em ạ. 1-1 thì là mình thấy là cái khung này là dài nhất này, tầm 3 nước thôi. Đúng không? Cho nên là cái tỷ lệ cao nó cũng không thể là vào 1-1 rồi. Từ từ vậy nhá. Thôi kệ đi anh em ơi. Cứ đánh đạn tài này anh em ạ. Tại vì là nó không ra là cầu 1-1 thì nó vẫn phải ra tài anh em ơi. Nếu mà nhà cái muốn cho cái con tài xỉu lồng xanh này ra cầu đẹp ấy, 100% sẽ phải là tài anh em ạ. Và rồi. Đấy thôi. Úi trời ơi, bé như thế này thì thôi. Chịu nhá anh em ơi. Ba tay. Ăn 2 chết 1 anh em ạ. Nói chung là cũng cả cái tỷ lệ nó rất là cao rồi. Ok, không sao anh em ơi. Thua kèo này thì ta bày kèo khác đúng không nhỉ? Bây giờ rồi, bây giờ tài à, bây xỉu anh em ạ, từ từ. Xỉu 7 à. Tầm này thì anh em có thể mình 100% là bày tài anh em ạ. Nhưng mà không biết là sẽ phải bẻ tầm bao nhiêu tay anh em ơi. Đấy nhá. Mình chia sẻ cho anh em một cái kinh nghiệm khi mà bẻ cầu như này anh em ạ. Đấy, khi mà nó đã dài như này rồi ý, thì là anh em có thể anh em bẻ tài được. Đúng không? Mà bẻ tài nhá. Tay đầu tiên anh em chết. Tay thứ hai anh em vẫn phải đánh của mình. Đấy, đừng có bẻ tay đầu tiên thua rồi. Và tay thứ hai anh em nghỉ. Đúng không? Đừng có làm kiểu thế anh em ơi. Thực ra là cái cầu mà anh em định bẻ ấy, thì nó sẽ là chắc chắn là sẽ ra thôi. Đấy. Một khi mà anh em đã nhắm là bẻ được thì là nó sẽ chắc là sẽ ra thôi anh em ạ. Đừng có dại dột gì mà bẻ một tay không ạ thôi nhá. Rồi ok chưa? Khá là may mắn anh em ạ. Mình bẻ đúng cái tay đầu tiên, nó đã ăn luôn anh em ạ. Ok, có vẻ là ngày hôm nay mình vào cầu khá là đỏ anh em ơi. Đấy. Tài 12 anh em ạ, ngon. 40 củ lên 51 củ rồi. Số tiền rất là lớn luôn anh em ạ. Đã bây giờ thì mình có thể đánh theo kiểu là đánh nhỏ đúng không? Rồi. Thì là tà bao nhiêu đây? Tài 12 đúng không? Mình sẽ tiếp tục mình theo xỉu để mình cố gắng mình nhỡ đâu á nó sẽ ra thêm một cái cầu mà mình bảo với anh em là đây này đi từ từ anh em ơi. Đây. Đấy. Nhỡ đâu thì nó sẽ ra giam tiếp giống con tài 15 này nhưng mà còn tài 12 mà nó giam thì cũng hơi khoai. Nhưng mà không ngoại lệ đâu em ạ. Có khả năng đấy. Đấy, nói chung là mình chắc chắn là mình sẽ vào hết các thể loại cho anh em. Đấy. Check được cầu thì anh em đương nhiên là phải theo rồi đúng không nhỉ? Xỉu nhá, tay này 4 củ thôi. Nói chung là đánh 4 tay, ăn 3 tay, chết 1 tay. Ui, cái tỷ lệ mà mình thấy là rất là ok luôn đúng không nhỉ?
Đấy, anh em nào mà chưa biết tên tài xỉu ý, thì có thể xem clip của mình chia sẻ rất là rõ ràng cho anh em. Ok, tay này lại ăn tiếp, lại húp thôi, 55 củ tròn luôn em ơi. Đấy, 5 tay đúng không? Ăn 4 chết 1. Ôi trời ơi, cái tỷ lệ mà nó thực sự là tuyệt vời anh em ạ. Đấy, thì bây giờ nhá, như lúc nãy mình bảo với anh em rồi, mình có thể là mình sẽ đi tiếp tục bắt cái cầu mà nó giam con tài 15 này anh em ạ. Thì đây con tài 12 này cũng có thể nó sẽ giam, cho nên là mình sẽ đánh xỉu nhá. Và mình sẽ vào 4 củ đi, đúng không nhỉ? Cứ vào 4 củ một tay thôi, cho nó chất anh em ơi. Đấy, 5 tay ăn 4 trên 1. Bởi cái tỷ lệ mà nó thật sự là rất là cao nhưng mà mình phải nhắc đi nhắc lại cho anh em cái này. Bởi vì là nhiều anh em xem clip của mình ấy, thì cũng toàn tua tủng các thứ ấy, chán lắm anh em ạ. Đấy, mấy cái lúc mà mình chia sẻ cái cách bắt cầu, chia sẻ cái cách nhìn cầu ấy, thì em không xem. Đó, toàn tua mấy cái chỗ mà linh ta linh tinh thôi. Xong xem lại chửi mình, thằng này đánh gà các thứ, đánh toàn thua. Ôi chán thật anh em ạ. Ok, thì nó lại là một con ăn thôi, 4-1 ra 4 anh em ạ. Tuyệt vời, lặn cái quả cầu này thì thực sự là rất là sướng tay anh em ơi. Lại bú đúng không? Ok, thì tiếp tục mình sẽ chơi con xỉu này thôi. Mình chơi bao giờ nhá? Nó bao giờ bẻ thì thôi. Thật với anh em là bao giờ bẻ thì thôi. Thì tiếp tục nếu mà mình đánh chuẩn ấy thì mình sẽ vào liên tiếp 3 tay xỉu này cho anh em. Đấy, thì tức là nó sẽ giam con tài 12 này. Ok chưa? Anh em dễ hiểu chưa? Đúng không? Đây là một cái trick của mình chia sẻ với anh em khá là lâu rồi. Đấy, mà anh em hình như là cũng không biết, đúng không? Đấy, đó chính là sao? Đó chính là anh em có thể copy cái cầu cũ. Đấy, đi theo cầu mới. Nhà cái người ta cũng sẽ là lười. Một khi mà nhà cái lười thì nhà cái sẽ gọi là cho anh em đánh lại cầu cũ. Mà đánh lại cái cầu cũ thì thôi, đảm bảo với anh em là thằng nào cũng ăn. Đấy, chỉ có mấy thằng người mới chơi các thứ thì mình thấy là cũng đi là cũng ok. Và tại vì người ta mới chơi, người ta cũng không hiểu cầu mấy, đúng không? Đây là mình vào 5 củ nhá. Tại vì là mình ấn nhầm anh em ạ, không thì mình cũng vào 4 củ thôi. 1. Nét quá anh em ơi. Ôi, phải gọi là như thế nào anh em ơi? Chết anh em ạ. Đó, ok, 6-3 ra 1 anh em ạ. Ui, cái quả cầu mà mình đặn 6-3 rồi nhá, không sợ đâu, mình vẫn đặn tiếp. Ui, sao còn 1 anh em ạ? Cực kỳ là ngon luôn em ơi. Thì mình sẽ đánh tiếp tài, đánh tiếp xỉu nhá. Xin lỗi anh em ơi, mình xin lỗi anh em. Mình nói nhầm ra anh tài thì thôi, hỏng hết cả bánh kẹo anh em ạ. 8-9-10 rồi đúng không? Đấy, nãy giờ là đánh cũng tầm 7 tay, ăn 6 chết 1 đúng không? Ui trời ơi, quá là đỉnh em ạ. Thực sự là cái cầu này thì là cầu cho tiền luôn. Đó, anh em nào mà chưa biết đánh cái cầu này thì có thể xem video của mình đây này. Đấy, mình chia sẻ thật cho anh em, chia sẻ góc nhìn mà người chơi luôn em ạ. Đó, như thế nào thì cũng đã nhìn thấy rồi đúng không? Và mình sẽ vào tay này 3 củ 550k em ạ. Tại sao mình ấn nhầm với cái tay mà mình ấn tay tinh cơ. Ok, mình vào nhá. Nốt tay này thôi anh em ơi, mình nghĩ là nốt tay này nhá. Tại vì cái video của mình nó cũng khá là dài rồi. Ôi trời ơi, tay cuối cùng chết luôn anh em ạ. Chết luôn. 4-6-2, hết cầu rồi anh em ơi. Đấy, cái linh cảm của mình muốn nghỉ cái là sẽ chết luôn anh em ạ. Ôi trời ơi, quả game mà nó tinh ý quá. Ok anh em ơi. Hôm nay thì mình thấy cũng là lãi khá là to anh em ạ. 40 củ lên 60 củ đúng không? Một số tiền là gọi là rất là lớn luôn anh em ạ. Đấy, thì mình nghĩ là cái video mình cũng dừng lại được rồi. Thấy cũng đã đánh hết cái cầu kia cho anh em đúng không? Ăn cũng đã rất là ăn nhiều. Đó, lại cũng lại nhiều anh em ạ. Mà mình cũng đã chia sẻ rất là kỹ càng cho anh em, rất là rõ ràng cho anh em rồi. Ok, bây giờ mình sẽ dừng cái video này ở đây nhá. Anh em nào mà thích cái video này của mình cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh nhá. Ok, bye anh em.